Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ nói về cách học tiếng Anh từ số 0. Mình cũng có làm một video rồi, nhưng mà có rất là nhiều bạn ném đá đã là mới học tiếng Anh làm sao mà biết mấy cái câu trúc rồi ngữ pháp làm sao mà học được. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách mà mình học tiếng Anh từ số 0. Từ số 0 luôn nhé. Khi mà các bạn học tiếng Anh ấy, các bạn như một tờ giấy trắng vậy. Và mỗi lần mà các bạn mới ngủ dậy thì các bạn sẽ tự hỏi mình là ngày mai chắc chắn mình sẽ dậy, mình sẽ học tiếng Anh. Và đây là giấy trắng. Và giấy trắng thì nó sẽ không có một cái ô, không có một cái dòng kẽ gì hết. Và đây là cái kiểu như là không biết một từ tiếng Anh nào luôn ấy. Và chúng mình như kiểu là trẻ sơ sinh ấy, kiểu như rất là trong sáng và ngây thơ. Và hồi mà mình học mới học tiếng Anh ấy, mình tải rất là nhiều app về, nhiều app rồi lên YouTube gõ là cách học tiếng Anh cho người bắt đầu rất là nhiều. Sau đó mình choáng rất là nhiều app ở trên điện thoại rồi, nhưng mà mình vẫn không có học. Và mình choáng cái kiểu như là mỗi ngày học một app ấy, xong rồi được 3 bữa rồi bỏ. Thế là chúng mình học thì mấy bữa rồi bỏ thôi. Xong mình cũng cảm thấy vui, mình biết một ít tiếng Anh, xong rồi chạy cũng mất dép. Nhưng mà cuối cùng ấy thì chúng mình trượt còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc. Có nghĩa là được mấy ngày rồi bỏ. Thế là nhanh chán, xong rồi cũng buồn vì tại sao mình học như vậy mà nó không có được. Xong rồi cuối cùng là chúng mình từ bỏ. Và chúng mình đừng có nói từ no trong tiếng Anh là tôi đã thử hết rồi, tôi không làm được gì cả. Và tôi không muốn học nữa bởi vì tôi sẽ không làm được. Để có một tờ giấy trắng và có cái những cái ô ly ở phía trên thì các bạn phải học những cái nền tảng. Và đừng có nói cái từ thử nữa nha các bạn, mình ghét lắm. Và đá vèo nó đi, đá nhanh lập tức cái từ no đi và thay bằng nó, bằng từ bắt đầu, là từ start. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ok. Và cái việc đầu tiên mà bọn mình học tiếng Anh đấy là phải học từ vựng. Phải học một ít từ vựng thì bọn mình mới biết được sử dụng được tiếng Anh đúng không? Chứ mới vào một ổ ập thì bọn mình sẽ không biết được. Và những cái từ vựng để học như thế nào thì chúng mình sẽ học những cái từ vựng thông dụng nhất nhé. Đây là gấu, và mình phải nói là mới bắt đầu học tiếng Anh thì mình hơi sang chấn một chút. Thì mới bắt đầu ấy thì các bạn chưa biết gì về tiếng Anh hết thì chúng mình sẽ học từ vựng thông dụng. Và chưa biết thì học những cái từ đơn giản thôi. Mình sẽ để link ở phía dưới là 100 từ, 100 danh từ tiếng Anh và 100 động từ tiếng Anh. Các bạn sẽ học từ những cái từ mới như vậy. Khi mà các bạn ổn hết tất cả mọi thứ rồi thì bọn mình mới học nên cụm từ và học nhiều thứ hơn nữa. Lý do tại vì sao? Vì mình biết rằng ấy, cái tâm lý mới học tiếng Anh mà học quá nhiều, học ồ ập sẽ khiến các bạn gây chán. Còn nếu như mà các bạn học kiểu như từ từ thì cũng gây chán. Nhưng mà mình mới học tiếng Anh thì mình không thể đòi hỏi là mình gấp rút được đúng không? Mình cứ phải từ từ thôi. Đây là những cái danh từ và động từ rất là đơn giản của các bạn. Và các bạn học thêm là đại từ nhân xưng nhé, như kiểu là I, we, you, they, tôi này, cậu ấy, họ, kiểu như vậy để các bạn có thể sử dụng nó dễ hơn. Cái này là những cái đơn giản nhất luôn rồi đấy. Và mình sẽ để link từ ở phía dưới nhé. Sau khi ở đây thì chúng ta học một ít từ mới, danh từ và động từ rồi ấy, thì chúng ta biết một vài từ rồi. Cảm thấy hơi mệt khi mà mới học tiếng Anh ấy. Nhưng mà mọi người học thêm một ít tính từ, trạng từ và tân ngữ nữa. Để chi? Để nói hoặc là viết những cái câu đơn giản ấy. Bởi vì lý do tại vì sao chúng ta học rồi chúng ta phải ghép thành câu để nói, để viết, để sau này khi mà chúng ta nâng cao lên nữa thì chúng ta sẽ giỏi hơn đúng không? Và mình sẽ cho một ít tính từ và một ít trạng từ. Mình sẽ để link ở phía dưới 100 tính từ cơ bản và 100 trạng từ cơ bản. Lý do tại vì sao hãy để ghép thành câu ấy thì hãy học những từ đơn giản thôi nhé. Thì sau khi mà các bạn học một vài từ đơn giản như vậy rồi ấy, thì chúng ta học thêm danh từ về số đếm này, màu sắc này, ngày này, tháng rồi. Các bạn học thêm rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà bây giờ thì các bạn học những cái thứ đơn giản như này trước đã. Thì sau khi mà mới có học một chút thôi mà bọn mình đã cảm thấy là bị trầm cảm rồi. Trời ơi, mình có học tiếp được không đây? Nhưng mà nó là những thứ đơn giản nhất có thể rồi đấy. Các bạn học từ vựng xong thì bây giờ cái tờ giấy của các bạn đã có ô ly rồi, đã có nền tảng rồi, thì chúng ta sẽ viết chữ lên và nó sắp màu sắc rồi đấy. Nhưng mà hãy viết chữ lên trước nhé. Từ từ hãy để nó màu sắc sau. Giờ thì quen rồi thì tới luôn đi, giống như là tặng hoa cho crush vậy. Thì mình cũng học tiếng Anh hàng ngày, giống như việc là nhắn tin cho crush đúng không? Cảm giác như là thói quen như vậy.
Sau khi mà bọn mình biết một ít danh từ, một ít động từ, một ít tính từ và trạng từ rồi thì chúng mình sẽ học ghép từ câu nhé. Bởi vì khi mà học tiếng Anh, chúng ta học những cái từ vựng xong rồi chúng ta mới ghép thành câu, để sau này chúng ta còn nghe này, còn nói, còn viết, còn đọc bla bla rất là nhiều thứ nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta học những thứ cơ bản, từ một tờ giấy trắng học những cái từ vựng cơ bản xong rồi ghép câu cơ bản luôn ấy. Những cái thứ mà cao siêu thì hãy để từ từ nhé, bởi vì chúng ta đang học từ con số 0, từ con số âm luôn đấy chứ không phải số 0. Đây là những cái cấu trúc cơ bản nhất khi mà học tiếng Anh. Hồi trước mình mới học tiếng Anh, mình học mấy cấu trúc kiểu cao siêu đâu các bạn, học mà không hiểu ấy. Đây là những cái cấu trúc đơn giản nhất, nó như là cái gốc cái rễ luôn. Sau này thì các bạn từ từ nó sẽ phát triển ra lá, ra cành, ra hoa, ra bông, ra trái đúng không? Cứ từ từ thôi. Đây là những cấu trúc cơ bản, ví dụ như là chủ ngữ này, cộng động từ như là I study hoặc là more than smile. Ví dụ như là chủ ngữ cộng động từ tâm ngữ như là I love you. Là ai là tôi này, lớp là động từ là yêu này, hoặc là mến này, như là bạn này, tôi yêu bạn. Ngoài ra thì có rất là nhiều cấu trúc cao nữa, thì các bạn sau này các bạn phát triển từ từ nhé. Tiếp theo đấy thì mình sẽ giới thiệu đến phần học thì. Khi mà các bạn đã có từ vựng rồi, biết được những câu cơ bản rồi thì chúng mình học thêm ít thì mới học với bọn mình học những thì cơ bản thôi. Sau này khi mà ổn hết rồi ấy, thì chúng mình sẽ học thì khác tiếp. Tiếng Anh thì sẽ có 12 thì cơ, nhưng mà cứ từ từ thôi. Cứ học nhiều quá bị sang chấn đấy, ngày trước mình học nhiều quá bị sang chấn, tối ngày sử dụng khóa cứu hoàn thành với hiện tại hoàn thành không ạ. Nhưng mà sau này thì nghĩ là khi mà các bạn mới học tiếng Anh thì sử dụng 4 thì thôi, là hiện tại đơn, khóa khứ đơn, tương lai đơn và hiện tại tiếp diễn. Thì mình sẽ cố gắng là